Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng luôn được xem là điểm sáng của cả nước về phong trào hiến máu nhân đạo. Năm 2021, vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công tác hiến máu tình nguyện tại Đà Nẵng vẫn vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào công tác khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong năm 2021, các hoạt động hiến máu cũng được thực hiện linh động với hình thức phù hợp, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Trong năm qua, toàn thành phố tổ chức được 90 đợt hiến máu tình nguyện với gần 32.000 người đăng ký tham gia hiến máu, qua đó tiếp nhận được gần 29.000 đơn vị máu, đạt 113% kế hoạch. Với tinh thần giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại, phong trào hiến máu tình nguyện tại Đà Nẵng đã lan tỏa sâu rộng, qua đó truyền đi thông điệp nhân văn, kêu gọi cộng đồng tham gia hiến máu để thêm nhiều người bệnh có cơ hội được sống. Em rất vui khi được góp phần và tham gia giúp đỡ được những người cần tiếp máu. Em thấy rất là vui khi được góp một phần máu trong bệnh viện để điều trị, đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh như này. Nhằm đảm bảo nhu cầu cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố, hiện Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình câu lạc bộ máu nóng, máu hiếm. Thành đoàn Hội Liên hiệp thành phố tiếp tục triển khai cũng như tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố về cái ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện để mà nhằm có được cái nguồn máu đảm bảo để phục vụ cho công tác hiến máu, công tác chữa trị bệnh nhân tại các bệnh viện. Theo kế hoạch, trong năm 2022, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu nâng cao nhận thức của nhân dân về hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu, tăng dần số lượng người có đủ sức khỏe tham gia hiến máu, phấn đấu tổng số máu vận động và tiếp nhận đạt 36.000 đơn vị máu, tỷ lệ dân số hiến máu đạt 3,2%.